Chào mừng các bác đến với kênh sản vật vùng cao của cơ sở nhà em. Hôm nay buổi tối mùng 9 tháng 9, em làm clip ngắn giới thiệu với các bác về các mẫu dao bếp được rèn hoàn toàn thủ công từ làng nghề Phúc Sen, một làng nghề nổi tiếng của quê hương Cao Bằng. Em làm clip này giới thiệu đến các bác ba mẫu dao bếp được rất là nhiều các bác ưa chuộng sử dụng trong gian bếp của mọi gia đình. Và số điện thoại để các bác có thể liên hệ đặt hàng với bên em là số 0888633389. Cô chú anh chị mua hàng có thể gọi điện thoại trực tiếp, nhắn tin hoặc có thể kết nối Zalo với bên em qua số điện thoại em vừa cung cấp ạ. Và các sản phẩm bên em bán ra thì em bảo hành một đổi một trong một tuần nếu sản phẩm có lỗi, và một năm trong quá trình sử dụng đúng công năng, nên là các bác yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Và hôm nay đầu tiên em xin giới thiệu với các bác về mẫu dao được rèn hoàn toàn thủ công với chất liệu là nhíp xe của Nga, hai bên má bản đen, và em cho thợ là đánh nhám chống dính, cán bằng gỗ cẩm chỉ, chốt hai đinh khâu đồng. Đồng này đồng nguyên bản em chưa theo thợ mài, các bác sử dụng thì nó sẽ giống như kiểu mình dùng nhiều nó mòn theo thời gian ấy, thì nó sẽ có độ bóng rất là đẹp. Độ dày sống dao của nó khoảng 2 ly đến 2 ly rưỡi, và lưỡi dao thì rất là mỏng và sắc bén. Cái này cô chú anh chị sử dụng để chuyên thái, thái thịt, thái rau củ quả rất là tuyệt vời luôn nhé. Và giá em bán là 200.000 cho hình số 1 ạ. Hình số 2 là mẫu dao dùng để chuyên chặt gà. Trong gian bếp của mọi gia đình đều thường sử dụng mẫu dao chặt gà này. Và mẫu này các bác có thể chặt được cả xương sườn nhé. Cán của nó bằng gỗ cẩm chỉ, chốt hai đinh khâu đồng, chiều ngang 8 phân, chiều dài của lưỡi dao vào 22-23. Độ dày sống dao khoảng 4 ly. Hai bên má bản đen truyền thống em cho thợ mài sáng một xíu thôi, rất là đẹp. Và mẫu này trọng lượng của nó khoảng 600g, các bác có thể sử dụng để chặt gà, chặt được xương sườn các thứ. Giá là 220.000 ạ, 220.000. Hình số 3 ở đây em xin giới thiệu với cô chú anh chị là mẫu dao dùng để chuyên chặt các loại xương to, xương khủng các bác nhà hàng. Thì mẫu này chiều ngang của nó là 9 phân, chiều dài 23, cán cũng bằng gỗ cẩm chỉ, chốt 3 đinh bằng đồng và khâu đồng. Độ dày sống dao của nó khoảng 6 ly, một bên đánh nhám chống dính và một bên bản đen truyền thống. Cái này thì cô chú anh chị sử dụng chuyên chặt nhé, lưỡi dao rất là sắc bén và bền bỉ với thời gian. Mẫu này em bán giá là 300.000 ạ, 300.000 cho hình số 3. Vâng, hôm nay em làm clip này giới thiệu với các bác ba mẫu dao bếp có thể nói là được nhiều các bác ưa chuộng. Em xin được kết thúc video ở đây. Chúc mọi người có một mùa trung thu thật là vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Cô chú anh chị yêu mến em thì bấm đăng ký kênh, chia sẻ video cũng như là bấm vào hình quả chuông để nhận được nhiều thông báo hơn, để em làm nhiều clip vui và hữu ích hơn đến tất cả mọi người nhé. Chia sẻ video cho nhiều người cùng xem ủng hộ em ạ. Em xin cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các phiên bán hàng tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ.